Năm con giáp có vận đào hoa trong năm Giáp Thìn 2024, gặp ý trung nhân, hôn nhân viên mãn. Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp được coi là sẽ may mắn trên con đường tình duyên trong năm Giáp Dần 2024 không nhé. Trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ có những con giáp gặp được nhiều thuận lợi trong chuyện công danh, sự nghiệp, cũng có những con giáp sẽ đặc biệt may mắn trong chuyện tình duyên. Tử vi học có nói, dưới đây là năm con giáp sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ ý trung nhân của mình, thậm chí đi đến chuyện hôn nhân đại sự một cách suôn sẻ. Hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé. 1. Tuổi Hợi. Hợi nằm trong số những con giáp may mắn nhất trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt là trong tình yêu và hôn nhân. Họ có một trực giác nhạy bén, nhờ ảnh hưởng của sao Long Đức, giúp họ nhận ra tình yêu đích thực và sự đánh giá cao mà họ nhận được từ các đối tác của mình. Họ không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ vô nghĩa, mà biết chọn lựa ra những người tốt nhất và phù hợp nhất với họ. Những người mang lại cho họ không chỉ tình cảm và sự quan tâm, mà còn cả sự ổn định về tài chính. Một số người có thể cho rằng tuổi Hợi là kẻ cơ hội trong tình yêu, nhưng thực ra họ đã cho đi rất nhiều. Người tuổi Hợi quý trọng gia đình, yêu thương sâu sắc và bảo vệ hôn nhân suốt đời. Theo các chuyên gia tử vi, năm Giáp Thìn 2024 được cho là sẽ có tác động tích cực đến những cá nhân tuổi Hợi. Vào năm 2024, họ sẽ có xu hướng mạnh mẽ trong việc tìm kiếm bạn đời để đi đến chuyện hôn nhân đại sự. Đối với những người đã có một mối quan hệ ổn định thì cũng sẽ mau chóng đi đến một bước ngoặt. Đặc biệt, trong năm 2024, phụ nữ tuổi Hợi sẽ dễ tìm được một tình yêu đẹp với nam giới tuổi Thìn. Nên những người độc thân cần biết tận dụng những cơ hội tốt đến với mình. 2. Tuổi Tuất. Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Tuất luôn có một sức quyến rũ bẩm sinh khiến người khác không thể cưỡng lại được. Dù là nam hay nữ thì họ cũng thường may mắn trong tình yêu và có thể dễ dàng khơi dậy những mối tình lãng mạn mãnh liệt và lâu dài. Ở người tuổi Tuất thường tỏa ra sự tự tin, sức mạnh, sự ổn định và tin cậy. Họ là những đối tác trung thành và tận tâm, những người sẽ luôn ở bên cạnh những người thân yêu của họ. Năm 2024, do Thìn và Rồng là hai con giáp tương hợp nên những người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn trong chuyện tình yêu, thậm chí có thể đạt được một bước tiến lớn trong đời, đó là kết hôn. Họ sẽ tận hưởng một cuộc sống viên mãn và hôn nhân lâu dài. Nếu có đối tượng là người tuổi Sửu thì hôn nhân của họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, êm ấm vì cả hai tuổi này đều là những người tốt bụng, tận tụy và thấu hiểu đối phương. 3. Tuổi Tý. Đứng từ góc độ phong thủy, tuổi Tý là những người yêu say đắm, cuồng nhiệt, có thể quyến rũ bạn bằng nụ cười và ánh mắt của họ. Với tư duy thông minh, tinh tế lại biết cách ăn nói, họ luôn khiến bạn cảm thấy đặc biệt. Khi đã kết hôn, tuổi Tý cũng rất chăm sóc và tận tụy với gia đình vì họ coi trọng tình thân hơn tất cả. Tuổi Tý hiếm khi ly hôn vì họ chỉ kết hôn với những người tri kỷ thực sự của mình. Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, dưới sự bảo vệ của Thìn, người tuổi Tý sẽ có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, viên mãn. Năm 2024 là một trong những năm tốt nhất để tuổi Tý kết hôn, những người độc thân nên lưu ý tìm kiếm đối tác. Thời điểm tốt nhất trong năm để người tuổi Tý kết hôn là từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 9. Những đối tượng kết hôn tốt nhất của họ trong năm Giáp Thìn chính là Sửu, Thân, Tỵ hoặc Tuất. 4. Tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn thường không đánh giá cao sự may mắn của họ trong tình yêu cho đến khi tự mình trải nghiệm điều đó. Đó là lúc họ khám phá ra cuộc sống có thể tuyệt vời và sôi động đến thế nào. Tuổi Thìn cẩn thận, có chiến lược, kiên nhẫn, quan sát và chọn lọc khi tìm kiếm tình yêu. Nhưng thường thì họ yêu mà không hề nhận ra. Và họ gặp may mắn vì trực giác dẫn họ đến đúng người xứng đáng với tình yêu của họ. Một số người tuổi Thìn có thể gặp một số thất bại trong những năm đầu với những mối quan hệ ngắn hạn. Nhưng họ nhanh chóng quay trở lại và tìm thấy mọi thứ mình muốn trong tình yêu. Năm Giáp Thìn 2024 là năm hoàn hảo để những người tuổi Thìn kết hôn. Mối quan hệ yêu đương hiện tại của họ sẽ tiến lên một tầm cao mới. Những người chưa có đối tượng nào thì cũng sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và cần phải biết cách tận dụng nó. 5. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là những người sở hữu kiểu tính cách thú vị, thu hút người khác giới khi ở họ luôn toát ra cảm giác duyên dáng, thông minh và đầy sự mới mẻ. Họ thân thiện, thích phiêu lưu, lãng mạn, vui tươi và sáng tạo, khiến người khác ngưỡng mộ và yêu mến bằng sự nhiệt tình của mình. Tuổi Thân thích khám phá những khả năng mới và chia sẻ niềm đam mê của mình với người khác. Dù có thất bại trong tình yêu, họ cũng không quá chán nản hay lo lắng vì họ tin rằng cuộc sống sẽ luôn mang đến cho họ một cơ hội khác. Họ lạc quan và tin tưởng rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm được nửa kia hoàn hảo của mình. Trong năm 2024, tuổi Thân sẽ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, sẵn sàng thực hiện bước tiến lớn trong đời. Đó là chuyện kết hôn. Nền tảng cơ bản cho hôn nhân của họ sẽ dựa trên sự chung thủy và ngưỡng mộ lẫn nhau. Đặc biệt họ sẽ có những đối tác kết hôn tuyệt vời nếu gặp người tuổi Mùi, Hợi hoặc Tuất. Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Nguồn: Rơi Trai Nít Dâu DX.